Sinh viên thú y học online ở nhà sẽ làm gì? Không biết giờ bọn nó làm gì nhỉ? Để thử gọi online xem nào. Mai ơi! Gì đây? Ui trời đồng đất, chết người à? Thôi kệ, đi làm việc. Không biết đặt trò này ra sao nhỉ? Let's go, bắt đầu một ngày mới nào. Còn lắm sóng gió, sao em không ngồi lại cùng chút bình minh, tạm bỏ lại cánh trên vai theo anh đi. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ an toàn, hiệu quả và ý nghĩa. Bye.